Rồi em xin chào anh nhé, xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả bác, chào mừng tất cả anh em và các bác đã quay trở lại cái kênh YouTube cũng như là cái clip giới thiệu sản phẩm tiếp theo của em. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục mang đến cho anh em là cái mẫu QFX đấy, mới nhất vừa mới cập nhật sáng nay nhé anh em nhé, để cho anh em tham khảo. Thì là em lại có một lời hỏi thăm, một lời chúc sức khỏe đến tất cả anh em đam mê, chúc anh em đam mê có một cái sức khỏe thật là dồi dào để theo đuổi cái niềm đam mê của mình anh em nhé. Thì sau đây thì em cũng công bố cái giá tiền và cái của cái combo này luôn. Đấy thì combo quy và khớp và băng đạn. Đấy, giá của nó là trên 5 triệu nhá. Đấy, giá của nó trên 5 triệu. Sau đó em sẽ nói về chi tiết sau. Thì là cách thức mua bán và giao dịch thì em sẽ nói ở phần cuối video anh em nhé. Đấy, thì mong em đón nhận. Thì ở cái dòng quy này ấy, em sẽ nói về chi tiết từng bộ phận một của nó luôn. Để cho anh em hiểu rõ anh em nhé. Quy là tên là quy Redford này, biểu tượng hình con cáo này. Đấy, cực kỳ ok, không có một tí ma vía góc cạnh nào luôn. Đấy, rất là ok nhé. Đấy thì ở trên cái dòng quy này thì đã cải tiến ở bộ phận thoi anh em nhé, cải tiến ở bộ phận thoi, thoi đẩy là của nó là thoi kim liền khối, thoi kim liền khối này. Ở thoi này thì không dùng sơ mi ôm thoi. Đấy, không dùng sơ mi ôm thoi. Thì cái thoi của nó đã liền khối vào cái gọi là sơ mi. Ở những cái dòng quy trước gọi là sơ mi ấy, thì lần này người ta đã làm liền khối luôn rồi. Đấy, đã cải tiến luôn rồi. Cực kỳ là ok nhé. Anh em có thể nhìn đây, em lên đạn, em lên này, kéo búa rất là. Đấy, nhìn này. Đấy, búa này. Kéo búa này. Thì ở trên cái dòng quy này ấy, thì là búa đập của cái dòng quy này thì là đã con ốc để kéo búa này đã chuyển sang bộ phận bên tay phải này. Đấy, bên tay đòn luôn này, tay đòn thì là bằng inox liền khối. Đấy, bộ phận búa và con ốc kéo búa đã chuyển sang bộ phận bên phải luôn. Bình thường ở dòng quy khác thì là cái búa này ở bên tay trái thì là anh em gấp vào ấy, nhiều khi là nó sẽ vướng vào cái con ốc này, con ốc kéo búa này. Đấy, nhà đạn thì anh em thì có thể là anh em kéo cái tay đòn này. Đấy, nhả luôn rất là ok nhé. Đấy, anh em cầm cái con ốc ốc quả búa này, anh em nhả ra, bóc cò nhả giữ, kéo về, đẩy về, cực kỳ ok luôn. Đấy, bộ phận cò này, bộ phận cò cũng rất là đẹp, rất là chắc chắn nhé, rất là đẹp, rất là chắc chắn đây. Đấy, rất là ok nhé. Tay cầm là tay cầm ở nhôm liền khối, rất là đẹp. Thì ở dòng quy này cũng có chỗ tăng chỉnh búa nhé, chỗ tăng chỉnh búa này cực kỳ là ok luôn. Đấy, gặp vào thì cái dòng quy khác thì là chuyển sang cái búa và con ốc để kéo búa ấy, thì đã chuyển sang bên kia thì cái ở trên cái dòng quy này đã cải tiến thì gấp vào rất là gọn nhé. Đấy, ép hẳn vào sát quy luôn. Đấy, anh em có thể thấy đây cực kỳ ok luôn. Đấy, báng thì là báng nhôm liền khối. Báng nhôm liền khối đây, cực kỳ là ok. Thế thì ở cái báng này có một cái rất là hay nhé anh em nhé. Đấy, anh em có thể là tăng chỉnh cái tì vai của anh em. Đấy, anh em thích nó ở khoảng nào mà hợp lý với vai của anh em thì anh em có thể là lưng lên lưng xuống như này. Đấy, thì nó có một con ốc ở đây, anh em siết vào. Đấy, siết vào thì nó giữ nguyên ở đây, anh em tì ở vai ở độ nào thì anh em có thể là chỉnh, cực kỳ là ok luôn, rất là đẹp, rất là sắc sảo. Thì bộ quy này thì đi theo của nó, giá của nó hơn 5 triệu, đi theo của nó là cái khớp này, cái khớp Maximum, tên gọi nó Maximum, anh em có thể thấy đây,
cực kỳ là ok nhé, rất là đầy đặn. Và đi kèm của nó là một băng đạn đi kèm nhé, một băng đạn này, băng chống xoay này, băng chống xoay này, cực kỳ là ok luôn. Băng nhôm nhá anh em nhá. Thì em sẽ lắp cái khớp này vào cho anh em xem luôn. Nó sẽ như này. Em chưa bắt ốc anh em nhá. Chưa bắt ốc. Thì nó sẽ như này. Đấy, ok chưa? Rất là đẹp. Để em sẽ quay lại cho em một lần nữa. Thì cách thức mua bán và giao dịch thì là vẫn là ship COD và gửi xe anh em nhé. Đấy, vẫn là ship COD và gửi xe. Đấy, ship COD thì cái quy này thì em sẽ chia ra làm hai đơn anh em nhé. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng đúng hàng như em đặt thì anh em thanh toán. Còn thứ hai đó là gửi xe. Gửi xe thì em sẽ gửi theo anh em ở vị trí nào mà gần đường quốc lộ, hoặc là thuận tiện mà cái xe nó đi qua ấy, thì em sẽ gửi cho anh em nhé. Anh em cảm thấy lấy được xe thì alo cho shop. Còn nhận COD thì cũng alo cho shop. Đây là hai hình thức mua bán và giao dịch với shop. Thì là cái video này thì cũng mong là anh em đón nhận. Đấy, cho em xin một nút like nhé, một nút đăng ký kênh, cũng như là nhấn một nút chuông để liên tục được cập nhật những cái sản phẩm mà tiếp theo shop sẽ gửi đến anh em, những cái sản phẩm mới nhất, chất lượng nhất, tốt nhất, giá ok nhất thì em sẽ gửi cho anh em nhé. Rồi, cũng xin chào tất cả anh em, hẹn anh em ở trong cái clip tiếp theo nhé.